Khó tìm vợ ở Việt Nam, đàn ông Trung Quốc bây giờ lại đòi sang Lào để mua vợ. Các bạn thân mến, mới đây trên mạng xã hội Trung Quốc đã xuất hiện rất nhiều video nói về việc tìm vợ ở Lào. Đa số video đăng lên với mục đích hướng dẫn cho người Trung Quốc làm sao để lấy được một người vợ Lào. Nổi bật hơn cả là một bài viết có tiêu đề như sau: Đàn ông Trung Quốc cần bao nhiêu tiền để tìm vợ Lào? Câu hỏi này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng Trung Quốc, đặc biệt là những người đàn ông đang ế vợ. Vậy tại sao đàn ông Trung Quốc không tìm kiếm vợ ở Việt Nam nữa mà họ lại chạy sang Lào để tìm kiếm? Theo như một số thông tin mình tìm hiểu được thì nguyên nhân đàn ông Trung Quốc muốn tìm vợ ở Lào vì dễ hơn tìm vợ ở Việt Nam. Theo như một số người Trung Quốc chia sẻ, bây giờ tìm vợ ở Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất, đó là do điều kiện kinh tế của Việt Nam đã phát triển, không còn nghèo như xưa. Nhớ lại ngày xưa thì việc lấy một người chồng ngoại quốc là mơ ước đổi đời của biết bao nhiêu cô gái, nhưng bây giờ thì khác. Ở Việt Nam, kinh tế đã phát triển, kéo theo thu nhập và đời sống của người dân được nâng cao, nên việc lựa chọn lấy chồng ngoại quốc không phải là lựa chọn hàng đầu của một cô gái Việt Nam nữa. Thay vào đó, họ có thể lựa chọn một người đàn ông Việt Nam đủ để cho họ một cuộc sống hạnh phúc. Nguyên nhân thứ hai, đó là do khi lấy vợ Việt Nam thì các cô gái thường sẽ yêu cầu đàn ông Trung Quốc phải ở lại Việt Nam sinh sống, mua nhà mua xe, sẽ ở Việt Nam luôn. Chính điều đó làm cho đàn ông Trung Quốc lo sợ. Nếu nhỡ có gì trục trặc thì họ sẽ mất trắng, vì pháp luật Việt Nam quy định khi công dân là phụ nữ lấy chồng ngoại quốc, khi ly hôn thì tất cả tài sản sẽ thuộc về người vợ. Chính điều đó đã khiến cho đàn ông Trung Quốc lo lắng. Nguyên nhân thứ ba, ngày xưa đàn ông Trung Quốc muốn lấy được vợ thì phải thông qua mai mối nên sẽ không biết được tính cách và tâm tính của người bạn gái đó như thế nào. Nên khi lấy về, những người vợ thông qua mai mối đó không được như kỳ vọng của các chàng trai. Nên bây giờ, khi muốn lấy một người vợ ngoại quốc thì họ thường sang tận quốc gia đó để được gặp mặt và thưa chuyện cưới xin. Một phần là họ cũng sợ lấy nhầm phải một người con gái tham tài sản. Ở Trung Quốc đã có rất nhiều vụ khi lấy vợ ngoại quốc về được một thời gian ngắn thì người vợ đó đã ôm rất nhiều tài sản và bỏ trốn. Đã ế rồi còn gặp mấy người vợ như thế này thì đúng là Sukana. Đó là mấy tình trạng chung của rất nhiều người đàn ông Trung Quốc khi lấy phải một người vợ ngoại quốc như thế ưu tiên của những chàng trai ế vợ trung quốc là những cô gái đông nam á vì họ nghĩ rằng khi họ bỏ ra một số tiền thì sẽ dễ dàng lấy được một người vợ xinh đẹp vào thời điểm ngày xưa việt nam là một trong những địa điểm hàng đầu của đàn ông trung quốc chú ý đến nhưng bây giờ thì lại khác họ cảm thấy đến việt nam rất khó tìm vợ nên đã rủ nhau chuyển qua lào và các nước đông nam á để tìm kiếm vợ vì họ thấy kiếm vợ ở các quốc gia đó dễ hơn ở việt nam rất nhiều vậy các bạn có thắc mắc nội dung trong bài viết đã nói gì và để lấy được một cô gái Lào làm vợ thì đàn ông Trung Quốc phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? Thì bà hàng xóm 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Theo như tác giả bài viết này chia sẻ, hiện nay đàn ông Trung Quốc độc thân không thể kết hôn thực sự là quá nhiều. Đó chính là hệ quả của việc trọng nam khinh nữ trong xã hội Trung Quốc gây ra. Nhiều gia đình đã dùng rất nhiều biện pháp để sinh được một đứa con trai. Điều đó dẫn tới sự mất cân bằng nghiêm trọng của tỷ lệ nam giới và phụ nữ bây giờ. Người này đã hỏi cư dân mạng Trung Quốc rằng, nếu bạn không thể tìm được một người vợ ở Trung Quốc, thì bạn sẽ làm thế nào? Liệu bạn có ý tưởng sẽ tìm một người phụ nữ nước ngoài làm vợ hay không? Câu hỏi này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm đến từ đàn ông Trung Quốc. Tiếp theo, người này chia sẻ, anh ta sẽ dẫn mọi người đi theo một chàng trai Trung Quốc sang Lào để tìm vợ, để xem người phụ nữ ở đó nói gì về hôn nhân và đòi tiền lễ vật như thế nào. Theo như người này chia sẻ trong bài viết, chàng trai này nhìn rất tuần tú và còn rất trẻ. Nhưng anh ta không thể nào tìm được một người vợ ở Trung Quốc, nên anh ta muốn tìm một người vợ ở Lào để kết hôn. Có thể đó là do duyên phận đưa đây. Người này chia sẻ rằng, anh chàng trong ảnh này nghe người khác nói, để tìm một người vợ Lào là rất rẻ. Nhưng thật sự anh ta không biết rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Nên anh chàng này đã mạnh dạn đến hỏi trực tiếp một người phụ nữ Lào rằng, bạn có sẵn sàng kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc không? Thì chàng trai này nhận được câu trả lời là có, nhưng phải chi khoảng 20.000 nhân dân tệ để lấy được cô ấy. 20.000 nhân dân tệ tương đương với 68 triệu đồng. Đó là chia sẻ của tác giả bài viết này. Còn sự thực như thế nào thì chưa được kiểm chứng. Khi nghe được số tiền bỏ ra để cưới một cô vợ lào với giá 20.000 nhân dân tệ, thì anh chàng trong ảnh kia đã rất bất ngờ. Vì chi phí bỏ ra để lấy vợ lào rất rẻ, rẻ hơn Trung Quốc rất nhiều. Nếu ở Trung Quốc, anh chàng này có thể sẽ phải bỏ ra hơn 200.000 nhân dân tệ và phải có nhà, có xe, có sự nghiệp thăng tiến. Cuối cùng người này kết luận rằng. Để lấy một người vợ Lào, trung bình người Trung Quốc phải bỏ ra khoảng 20.000 nhân dân tệ. Điều đó không quá đắt, cũng không quá rẻ. Thật sự với góc độ là một người con gái, khi nói đến chuyện hôn nhân mà nhắc đến chuyện tiền bạc thì chắc chắn sẽ không lâu dài. Nếu hai vợ chồng đến với nhau không vì tình cảm mà vì bất cứ một mục đích nào khác thì chuyện tan vỡ trong hôn nhân là một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu một người đàn ông cầm một cục tiền bảo lấy anh đi thì chắc chắn người đàn ông đó sẽ không bao giờ tôn trọng mình. Dẫu biết xã hội bây giờ đến với nhau chỉ có tình yêu là không đủ nhưng nếu cả hai cùng cố gắng phấn đấu thì biết đâu trời độ thì sao. Phía trên là một trong những bài viết tiêu biểu của người Trung Quốc hướng dẫn cách để tìm một cô vợ xinh đẹp ở Lào. Khi xem được những video đó đàn ông Trung Quốc sẽ nói gì thì bang son 4.0 sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay sau đây nhé. Ở Trung Quốc nhiều người không tìm được vợ không còn cách nào, chỉ còn cách đi ra ngoài, sang năm tôi sẽ sang Lào tìm vợ. Tôi đến Lào 7-8 lần rồi, mới tìm được bạn gái, nhưng tôi không dám lấy tiền trong túi để mua đất, xây nhà ở Lào đâu. Theo tôi, tìm vợ phụ thuộc rất nhiều vào duyên số. Video tìm vợ trên mạng chỉ đúng một trên một phần nghìn, đa số họ đều không tìm được vợ. Bản chất con người trên đời đều giống nhau, anh đẹp trai, có gia thế, có nền tảng kinh tế thì có cơ hội tốt hơn, nếu tìm vợ ở nước ngoài thì cơ hội chỉ lớn hơn một chút so với cơ hội tìm vợ trong nước mà thôi. Tôi cũng sẽ đi Lào để kiếm vợ vào năm sau, nếu tôi không đi, cuộc đời của tôi sẽ kết thúc ở đây, tôi sắp hết tuổi lao động và phải về hưu rồi. Em cũng ở Lào mấy năm nay rồi, lấy vợ ở đây phải nuôi gia đình cô ấy, dù ai ốm đau, không có cơm ăn thì họ sẽ tìm đến anh. Vợ em ở chợ Hàng Hoang đây và bây giờ đã ly hôn rồi. Internet bây giờ, tất cả đều để câu lưu lượng mà thôi. Tôi thường xem phụ nữ Myanmar, Lào và Việt Nam làm video và luôn khen Trung Quốc phát triển như thế nào hay là khen đàn ông Trung Quốc quá giỏi. Giá cô dâu ở nước họ không cao và họ đều muốn lấy chồng Trung Quốc. Nên những người phụ nữ như thế này không đáng tin cậy. Ai lại đi chê bài đất nước của mình để đổi lại vài cái like và lượt xem. Vì vậy, tìm một người vợ ở đó không dễ dàng như họ nói. Ha, ha tuy mới đến lào chưa lâu nhưng mình có thể nói sơ qua về cảm nhận của bản thân ngay sau mọi người sẽ hiểu đơn giản về đất nước vừa quen vừa lạ này như bạn đã nói một người vợ lào rất dễ kiếm vì vậy nó phụ thuộc vào trí tuệ và cảm xúc của bạn nếu bạn đang tìm vợ thì hãy vào xem video của cô con dâu giang đến từ thiểm tây cả hai cô con dâu của họ đều là người lào họ hàng bên lào đều có ý muốn tìm chồng trung quốc bạn có thể thử trưởng thành hơn một chút nếu kết hôn với một người Lào, có nghĩa là bạn phải sống ở Lào trong suốt quãng đời còn lại. Tôi nghĩ mọi người sang Việt Nam vẫn là tốt nhất, vì có ý kiến cho rằng các bạn nên sang Việt Nam để phát triển, làm việc với các ông chủ Trung Quốc hoặc tham gia kinh doanh, sau đó tìm cơ hội để khởi nghiệp vì cơ hội ở Việt Nam lớn hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, sau đó kết hôn với một người nào đó thì còn gì bằng. Con gái Việt Nam đảm đang hơn tất cả các cô gái ở Đông Nam Á khác mà tôi biết. Các cô gái Việt Nam làm việc rất tốt, họ có thể làm tốt mọi việc. Bạn đã ở Việt Nam, nghĩa là kiếm vợ ở Việt Nam không dễ. Tôi nghe nói Việt Nam cũng là quốc gia có nhiều phụ nữ hơn nam giới. Tìm vợ ở Việt Nam có tốt không? Giữa phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Lào, người nào trung thủy hơn? Tìm vợ ở Lào thì dễ hơn, nhất là ở vùng nông thôn. Cô ấy giản dị và tốt bụng. Nhưng ở Viêng Trăng và các vùng lân cận có điều kiện kinh tế khá hơn, con gái sống vật chất hơn và khá nhiều cô gái chỉ muốn tiền của bạn thay vì tấm chân tình của bạn, iPhone và một chiếc MacBook, quần áo hàng hiệu, vân vân trước khi mối quan hệ được thiết lập hoặc đưa quá nhiều tiền cho cô ấy. Tôi nên đến vùng nông thôn để tìm một cô gái chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, dù sao cũng sẽ dễ dàng tìm được một người thích hợp sau khi ở đó một thời gian. Nhiều cô gái ở nông thôn Lào làm ăn phi pháp ở Tam Giác Vàng. Dưới góc độ gái dân tộc, gái Lào bán hàng nhiều hơn, gái Myanmar lười biếng, Pakistan, Ấn Độ, bẩn và bừa bộn, có nhiều người không thích dọn phòng, chất lượng giáo dục thấp hơn nhiều. Con gái Việt Nam nhìn chung chăm chỉ, sạch sẽ và tiết kiệm, trong ấn tượng của tôi, con gái Việt Nam giỏi hơn tất cả con gái các nước khác. Bài phân tích khá toàn diện, ở Việt Nam thì nên nói đến thành phố, con gái Việt Nam thành phố thì giỏi thật, nhưng nông thôn thì không dám nói. Thứ nhất là người con gái Việt Nam họ chăm chỉ, không thích uống bia và hát hò như phụ nữ Lào, có thể uống rượu và hát hò cả buổi chiều. Thứ hai là họ có làn da trắng và phù hợp với thẩm mỹ của người Trung Quốc. Thứ ba, họ không đi chơi và ít khi phản bội chồng của họ. Biết là con gái Việt Nam rất tốt, nhưng bây giờ rất khó tìm kiếm tôi không biết vì sao nữa khó nên tôi mới phải tìm kiếm đến lào phía trên là những bình luận của cư dân mạng trung quốc khi xem được những bài viết phân tích về việc lấy vợ lào còn các bạn có suy nghĩ gì về những bình luận trên thì hãy comment ở bên dưới để chúng ta cùng nhau theo dõi nhé cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo